chào các bạn. Hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn về một đề tài của niềm tin. Ý bạn là niềm tin là gì? Một cái gì đó được tin tưởng, một ý kiến hoặc niềm tin. Một niềm tin rằng trái đất là phẳng. Niềm tin vào sự thật hoặc sự tồn tại của điều gì đó không dễ bị chứng minh chặt chẽ ngay lập tức. Một tuyên bố không đáng để tin tưởng. Sự tự tin, niềm tin, lòng tin, niềm tin của trẻ vào cha mẹ. Định nghĩa trong Kinh Thánh về niềm tin là gì? Từ đức tin và niềm tin là từ tương tự nhau. Từ điển Kinh Thánh của Nelson định nghĩa đức tin là niềm tin và hoặc thái độ tự tin đối với Đức Chúa Trời, liên quan đến sự cam kết với ý chí của Ngài đối với cuộc sống của một người. Nelson cũng nói rằng niềm tin là đặt niềm tin vào lẽ thật của Chúa. Từ niềm tin trong tiếng Hy Lạp là pistis, có nghĩa là sự tin hoặc tin tưởng. Ví dụ về một niềm tin là gì? Một người đàn ông bày tỏ niềm tin của mình vào Chúa qua lời cầu nguyện. Các định nghĩa của một niềm tin là một ý kiến hay cái gì đó mà một người nắm giữ là đúng. Niềm tin vào Chúa là một ví dụ về niềm tin. Làm thế nào để chúng ta hình thành niềm tin? Niềm tin thường được hình thành theo hai cách: bằng kinh nghiệm, suy luận và suy đoán của chúng ta, hoặc bằng cách chấp nhận những gì người khác nói với chúng ta là đúng. Hầu hết những niềm tin cốt lõi của chúng ta được hình thành khi chúng ta còn là những đứa trẻ. Cha mẹ và môi trường của chúng đôi đóng một phần quan trọng trong khuôn của chúng ta về niềm tin từ rất trẻ tuổi. Niềm tin trong cuộc sống là gì? Niềm tin cốt lõi là những nguyên tắc và giả định chung hướng dẫn bạn trong suốt cuộc đời. Chúng có thể tích cực, hầu hết mọi người đều tốt, hoặc tôi có thể làm bất cứ điều gì tôi đặt ra. Nhưng chúng cũng có thể tự giới hạn bản thân, đánh lừa tâm trí bạn rằng thế giới đen tối hơn vì ít tiềm năng hơn thế thật sự là đúng. Niềm tin tích cực là gì? Có một niềm tin không thể lay chuyển vào bản thân có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là bạn chọn một thái độ chiến thắng. Bạn buộc tâm trí mình phải nhìn thấy cơ hội tích cực trong một trải nghiệm, dù tiêu cực hay tích cực. Những người có thái độ chiến thắng tin tưởng sâu sắc rằng mọi thứ họ đặt trong tâm trí của họ là điều họ có thể đạt được. Niềm tin và giá trị là gì? Giá trị là tiêu chuẩn của nền văn hóa để phân biệt điều gì tốt và công bằng trong xã hội. Các giá trị được gắn chặt và quan trọng để truyền và dạy niềm tin của một nền văn hóa. Niềm tin là những nguyên lý hoặc niềm tin mà mọi người là đúng. Nền tảng của niềm tin này là giá trị của người Mỹ rằng sự giàu có là tốt và quan trọng. Tại sao niềm tin lại quan trọng như vậy? Niềm tin là cách bộ não của chúng ta hiểu và điều hướng thế giới phức tạp của chúng ta. Chúng là những đại diện tinh thần và cách bộ não của chúng ta mong đợi mọi thứ trong môi trường của chúng ta hoạt động và cách mọi thứ nên liên quan với nhau. Những hình mẫu mà bộ não của chúng ta mong đợi thế giới tuân theo. Tại sao niềm tin lại mạnh mẽ đến vậy? Nó cho phép họ hoàn thành một điều gì đó chưa bao giờ được thực hiện và điều gần như là không thể vào thời điểm đó. Tại sao niềm tin lại mạnh mẽ đến vậy? Sức mạnh của niềm tin nằm ở khả năng làm được 4 điều. Niềm tin tạo ra tầm nhìn, niềm tin bùng cháy và kích hoạt. Tại sao chúng ta cần niềm tin và giá trị? Chúng ta cần giá trị thông báo và chúng ta những suy nghĩ, lời nói và hành động. Các giá trị của chúng ta rất quan trọng vì chúng giúp chúng ta trưởng thành và phát triển. Các quyết định của chúng ta đưa ra phản ánh và giá trị và niềm tin của chúng ta và chúng luôn hướng với mục đích cụ thể. Tại sao con người có tín ngưỡng? Niềm tin xác định cách chúng ta nhìn thế giới và hành động bên trong nó. Không có nó, sẽ không có âm mưu đập đầu binh lính, không có chiến tranh, không có khủng hoảng kinh tế, không có phân biệt chủng tộc,
và không có cuộc so tài giữa các nhạc sĩ. Dù bạn có niềm tin nào đi nữa thì thật khó để tưởng tượng cuộc sống mà không có niềm tin. Niềm tin hơn bất cứ thứ gì khác là thứ tạo nên con người của chúng ta. Niềm tin ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta như thế nào? Niềm tin là những giả định chúng ta là đúng. Chúng bắt nguồn từ những trải nghiệm thực tế trong cuộc sống. Là một con người, chúng ta có giá trị và niềm tin ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của chúng ta. Chúng ta làm việc và chúng ta có mối quan hệ với những gì chúng ta tin là những gì chúng ta trải nghiệm. Chúng ta có xu hướng nghĩ rằng niềm tin của chúng ta được xây dựng trên thực tế. Niềm tin có phải là một sự lựa chọn không? Niềm tin không phải là một sự lựa chọn, bởi vì điều đó cũng đúng hay sai bất kể niềm tin của bạn về nó. Bạn có thể chọn tin vào điều gì đó hoặc không, nhưng quyết định của bạn thì ảnh hưởng bởi cách chứng hỗ trợ niềm tin. Người ta có thể lập luận rằng trước những bằng chứng không thể vượt qua, bạn thực sự không còn lựa chọn nào khác. Nhớ subscribe hay đăng ký để xem video kế tiếp. Cảm ơn.